Lại là Văn Hiệp đây. Văn Hiệp hôm nay với lại Quốc Minh, bây giờ chúng mình sẽ lên thăm một cái bể trang trại ếch và ốc. Xin mời các bạn nhá. Rồi, xin mời các bạn đi theo hành trình nhá. Ông bà đang làm món gì? Măng luộc à? Măng om với lại vịt hả ông? Om với gà. À, măng om gà đó là. Ôi măng đẹp ngon nhỉ, măng này. Đây. Đấy gì? Mình như đằng sau là gì? Cái này là măng tre chứ ông nhỉ? Măng à, măng, măng mai, măng mai à? Ừ. Măng mai hả? Đấy tay đào bắt ông ở đây cho biết. Ồ. Ngon lắm. Cắt rồi. Đúng này. À, ngon đấy, thơm nừng. Ngọt nịm. Ăn cá là măng. Nếu mà mà luộc được cái tay luộc măng ngọt thì làm nước là ngon lắm. À, thế là phải do người luộc nữa hả? Phải do người luộc hả ông? Mình mua cái cây gì? Chắc là mua cây chay hay cây gì đây? Thế hay là cây gì nhỉ ông? Đẹp cái này ông, thả một ốc dươi vàng, thả mẹ ốc dươi nhá. Ông dươi vàng để nuôi cái lũ kia. À, đúng. Mẹ ông nhồi ta. Ý là ông biêu vàng ông để nuôi vịt. Đây ra xem cái vườn ốc. Kinh tế hơn là nuôi ốc nhồi nhỉ, ốc nhồi. Ủa? Nhiều. Cái nhà cửa là đâu? Ô như bên này là nhiều. Bên này không làm đấy, ở ngoài kia không làm đấy. Trời mấy ngày. Ờ thế. Ngoài này gió mát nhỉ. Quế liều. Đông như mán nhỉ. Bắt mỗi hôm đổ đứng bao về đổ đi với này có nó sẵn. Thế là cứ vứt nó sẵn là nó ăn thôi. Với cây sẵn để cho nó gặm rồi mình lại lấy củi đún. Cái này sau lọc lên lưỡi bán cho bán dân nhậu. Ruột ừ, ruột thì cho vịt. Ông ạ. Nếu mà luộc thì vịt nó để chậm ăn. Cứ thế này đập ra nó ăn mạnh. Còn thì có nghĩa là mình đập lưỡi thôi, mình đập ra mình cắt lưỡi ra. Thế thì nó lại không thích ăn tải. À chỉ ăn nữa rồi nó lên. Là nó không bệnh ăn. Thế là nó lại cũng thông minh hơn cả mình. À, cứ này cho ăn sống thì nó ăn, nhưng mà mình luộc chín như vậy đập ra vậy. Ui cái góc kia kìa, kiếp xài như kiểu như là kiểu như nhìn như trùng sung như nhỉ. Nưng bao ở đồng. Ao này sâu không? Bây giờ là nội là đến ngực. Ấy à, thế cũng sâu đấy, có cả cá sao ấy. Ui nên là 50 phân. Đây, hôm nay hôm nay Quốc Minh với lại Văn Hiệp đang có mặt nhà ông Điều để thăm cái gọi là cái ao nuôi ốc để tăng gia nuôi vịt. Đấy, ốc này là thức ăn sạch nhá. Vịt nhà ông thì chỉ có hàng sạch thôi. Xuống quay vịt trứng đẻ trứng nữa. Bà con có sắp tới có nhu cầu vịt luộc, vịt tiết canh gì cứ vịt sang nhà ông Điều thì hàng chuẩn hạt luôn, không phải chê. Trứng vịt không có đưa ra chợ được. Đấy, không nhập cho. Vâng. Tình như thế là 30. Thì bây giờ nhà ông thì toàn những ốc mới lại rau thế này thì đúng là không thể ra khỏi cổng rồi. Thế này đặt nhưng mà không đủ. Đấy. Hàng nhà ông là toàn hàng chất lượng cao, Việt Nam chất lượng cao. Đấy, đây dừa này. Mãi được mùa dừa năm nay, không được mùa dừa. Năm nay được. Dừa đây gọi dừa. Cái dừa này nó nhỏ nhỏ như quả to thế nhỉ? Lỏng lắm. Lâu lắm thôi. Nhà ông này toàn đúng là đúng chất của rừng núi luôn. Vậy hết được đấy. Rồi rồi đấy, ông chủ nhà đây. Đấy, trứng là không kịp sản xuất để bán, vịt cũng vậy. Chưa có cái máy to to cơ mà. Không, bây giờ là đói ăn cho nên là dùng máy nhỏ cho nó nhẹ. Cái này thì không lộ. Máy to thì cầm nó vất vả không ạ? Ô, ông đây là có cái bể gì đấy ông? Cá, nuôi cá này không thành công hôm xưa. À. Gọi thế là cá chết đấy. Ồ, thế là. Để gà đẻ. À, có nghĩa là mình để vịt là để đẻ lấy trứng ăn đấy à? Ừ. Ừ. Để lấy trứng. Thế ăn nó, ăn ốc thế thì ra trứng ngon lắm nhỉ? Ngồi vào trong. Được, ông ngồi nhá. Mình làm chén nước thôi xong là tạm chén nước. Vừa đi vòng kia bỏ vào những điều chơi tí. Ừ thì anh em. Gần đây thì làm ăn thì. Vâng. Ơ cháu. Chén nước. Cháu mời ông nhé. Mời. Rượu thì rót cho mỗi anh em một. Ô rượu thì rượu là mặt bạch đấy. Ừ, cái nước này nước gì uống thơm lắm. Nước thuốc. À đấy, nhà ông đúng là động vật thì cũng là hàng nguyên chất mà lươn nước nước đây này. Mọi người trên này nước cũng toàn nước lá cây. Khi ông cùng đi đổ bê tông ông bán được sao? À, nhưng mà nước này uống cháu uống vào cho thấy dễ chịu. Nó sảng khoái.
ngọt mà ngon. Nhưng mà lâu lắm nhỉ, lâu năm nay cháu mới gặp ông Điều, thì ông Điều giờ này nghe có mập mạp hơn tí phải không? Ông có lên lên tí cân rồi không? Phải không? Mặt béo hơn tí. Cân thì chắc biết cân lên, nhưng mà bệnh thật thì bình đỡ hơn rồi đúng không? Đỡ. Khỏe hơn đúng không? Trước thì cứ ngồi lên, bây giờ thì nó chỉ có tội là ngồi xổm xong rồi lên phải hai tay. À ừ. Dâng mới lên được. Dạ, trước kia là ngồi ở giường kia mà dậy nên là còn túng tấn, nhưng bây giờ dậy cái này đi được. Có nghĩa bây giờ là cơ thể nó đã điều áp hơn trước rồi, nó ổn định hơn. Ngọt nhỉ? Dạ. Ừ, thơm thơm nhỉ, ngon. À, thơm. Uống đi không? Ngon hơn khi uống lạnh nhỉ. Mà nếu mà uống vào lòng. Ừ, cho tí uống lạnh này mà cho tí đá vào uống thì đúng là hơn Coca nhỉ. Ông lấy từ đâu rồi? À đây đây đây. Đâu cho cháu xin tí nữa nhỉ. Nước này ngon lắm. Đấy, cho cháu xin tí nữa. Thôi, đây. Nhà ông giáo 4 làm gì? Chắc là bố. Hàng xóm nắng giềng đi chơi. Bé nó bướng nên đi học vậy, nó không đi về, nó bướng cục, nó vứt mẹ dép với đầu vào bãi hương. Ô bên này ông có cái bơm hay nhỉ, bơm nó lại có cái bình áp à? Bơm đây chính nó mua đây. Ờ nhờ cái bơm nó có cái bình áp suất này, loại này bơm khỏe lắm nhá, bơm xe đạp, xe bơm máy. Xe máy được. Ừ, xe máy cũng khỏe. Xe đạp cũng được, nó giữ hơi. Vâng. Thôi uống nước đi, xong Minh vào việc đi, xong triển khai thôi. Can hardly name the week to afraid star. The dreams that only came to pass the light. Here's to the broken man. Stood and watched when he heard you came. Shows me the face.